Ok, Đạt Hàng chào toàn thể các bạn trên kênh YouTube, đặc biệt là các em học sinh sinh viên. Rất là vui khi mà quay trở lại những cái video mà mình muốn chia sẻ gửi gắm đến cho các bạn. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến đó là học cái an toàn thông tin hay là chọn kỹ thuật phần mềm. Cái câu hỏi này có rất là nhiều bạn đặt cho mình trên cái kênh YouTube và vẫn không xa lạ gì đối với cái ngành nghề này, mà có rất nhiều bạn hỏi ở trên các cái trang mạng chính thống và nhận được rất là nhiều sự chia sẻ của mọi người. Trước khi mà vào cái chủ đề chính ngày hôm nay, mình có để đường link trang doanh nghiệp của mình trong phần mô tả. Và nếu các bạn xem xong video có thời gian rảnh, hãy nhấn vào đường link và cho mình xin một đánh giá 5 sao. Đó cũng là một cái động lực để cho mình ra nhiều video hỗ trợ cho các bạn. Và mình cũng muốn nói thêm một chút đó là các bạn thông cảm. Mong rằng các bạn đừng gửi email cũng như là đừng có nhắn tin cũng như là kết bạn với mình, bởi vì các bạn cũng biết là mình không có muốn kết bạn nhiều. Đó là cái nhất. Cái thứ hai nữa là mình rất là bận và không có thời gian, ban ngày mình phải đi làm cho nên là mình không có thời gian để mà có thể tư vấn cho một ai cả. Chính vì vậy mình mới làm ra những video này để chia sẻ trên kênh YouTube, và đó cũng là cái câu trả lời cho các bạn là những cái video mình đã làm rất là nhiều. Các bạn có thể là dùng cái từ khóa đó vô cái phần nội dung trong kênh, bấm trong phần video và có cái kính lúp tìm kiếm, các bạn nhấn vô cái kính lúp đó và điền cái từ khóa hoặc là cái câu hỏi các bạn, nó sẽ ra những cái video liên quan. Có thể những video đó nó không trả lời đúng giống như câu hỏi của các bạn, nhưng mà các bạn cứ xem trong video đó, nó sẽ đưa cho các bạn có những cái góc nhìn cũng như là hiểu thêm về vấn đề, từ đó các bạn có thể tự đưa ra cái giải pháp. Ok, các bạn thông cảm cho mình nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cái nội dung. Thì có một bạn bạn hỏi như thế này nè các bạn: em có hướng theo kỹ thuật phần mềm nhưng mà sợ ngành này khó học, khó kiếm việc hơn là an toàn thông tin. Em quan sát thấy cái ngành kỹ thuật phần mềm phổ biến hơn an toàn thông tin, nhưng một vài nơi chỉ tuyển những người có kinh nghiệm. Trong khi đó, cái ngành an toàn thông tin có thể thiếu nhân lực vì ít người theo, ổn định và lương trung bình cao hơn. Em có hướng theo kỹ thuật phần mềm, cụ thể là lập trình game, và nếu em theo hướng này, cái cơ hội việc làm có khó khăn hay không? Em có nên chuyển sang an toàn thông tin hay không? Mong mọi người tư vấn cho em. Đây là cái câu hỏi của bạn Hoàng Luân. Bạn hỏi như vậy thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái câu trả lời của những người đi trước, những cây tông, cây đa, cây đề đã có rất nhiều năm kinh nghiệm. Đầu tiên, chú Thanh chia sẻ như thế này nè: đào tạo ra kỹ sư an toàn thông tin khó hơn kỹ thuật phần mềm. Một phần vì an toàn thông tin được chú ý trễ hơn. Một phần nữa là an toàn thông tin đòi hỏi phải có kiến thức toán nặng hơn so với làm phần mềm. An toàn thông tin có rất là nhiều loại. Một loại là áp dụng vào kỹ thuật phần mềm để ra được các cái phần mềm an toàn. Để làm được cái điều đó thì đòi hỏi người kỹ sư phải biết cả kỹ thuật phần mềm và an toàn thông tin để xây dựng ra các cái phần mềm vừa đảm bảo yêu cầu của phần mềm. Đảm bảo nghĩa là gì các bạn? Dễ dùng, dễ phát triển, dễ bảo trì và vừa phải đảm bảo được cái yêu cầu bảo mật, có nghĩa là không bị hack, bị cheat đó. Và cái người đi về cái nhánh này thường nắm vững về phát triển phần mềm trước, sau đó mới học về các cái nguyên lý an toàn thông tin cho phát triển phần mềm. Nếu đi theo cái hướng ngược lại, có nghĩa là nắm an toàn thông tin trước thì có thể không hiểu tại sao lại làm các cái thao tác lắt léo lòng vòng. Và cái nguyên nhân vì người như thế không hiểu rằng các cái lòng vòng lắt léo đó là do phải tuân thủ cái quy trình làm phần mềm nữa. Đó, lập trình game thì cái nhu cầu vẫn chưa nhiều, nhưng thành công của một game lại không hẳn phụ thuộc vào cái đội viết ra mã nguồn của game mà vẫn phụ thuộc vào cái đội ngũ phân tích thị trường, cái đội marketing nữa. Nhưng công nhận làm ra game khá cuốn hút. Đó, các bạn thấy không? Đây là những cái câu trả lời rất là hay. Và chú Thanh này còn bổ sung thêm nữa là vẫn có thể gom chung giữa an toàn thông tin và làm game được. Tưởng tượng bạn phải làm ra một cái game có nhiều người dùng, dùng nhiều năm và có cho thanh toán. Như thế, game đó cần phải được bảo mật để làm gì? Để tránh một người dùng các cái tool cheat hoặc là hack nhằm gian lận trong game, tránh bị kẻ cắp lợi dụng lấy cắp được điện thoại rồi tìm cách ăn cắp thông tin thanh toán tiền. Rất là nhiều các bạn, nhiều lắm. Nếu bạn từng chơi các game MMO thì các bạn sẽ thấy. Đúng không các bạn? Đó. Một cái chị cũng làm trong lĩnh vực này, chị chia sẻ vậy nè: chị nghĩ bây giờ khó tìm việc thì tương lai nó sẽ dần phổ biến. Hay, có nghĩa là chúng ta học những cái phần mềm này ở Việt Nam chúng ta thấy là chưa phổ biến, nhưng chắc chắn trong tương lai sẽ có, và ngay bây giờ nó đã phát triển, có nghĩa là chúng ta học đón tắt đi đầu.
Vì bảo mật thông tin đó, thì các bạn biết nó vô cùng quan trọng. Người ta chưa biết đến cái tầm quan trọng của nó, nhưng mà trong tương lai thì chưa hẳn. Đó, mình phải đón trước thời đại thì mới làm được. Em xin học thì một ngành, hai thích rồi học thêm cái còn lại. Đó. Rồi, một anh nữa chia sẻ nè, ngành nào nó cũng có cái ưu nhược hết á. Thứ nhất, cái ngành kỹ thuật phần mềm thì nó phổ biến hơn, số lượng đầu việc nhiều hơn. Tuy nhiên, cạnh tranh nó cũng nhiều hơn vì giờ có rất là nhiều người học. Thứ hai, đối với cái ngành an toàn thông tin thì ngành này nói chung trên thị trường tuy cái độ phổ biến không cao hơn cái ngành trên, nhưng gần đây lại nổi lên như một cái xu hướng mới. Cái khó là tìm được việc. Đánh giá chung thì mỗi ngành đều có cái ưu nhược tùy theo cái chiến lược của từng người để định vị được cái nghề nghiệp của bản thân. Đó, các bạn thấy không? Một anh Tuấn chia sẻ thì cái kỹ thuật phần mềm thì ai cũng theo vì trend ra khó xin việc vì ở đâu cũng phải ăn nhau ở cái kinh nghiệm. An toàn thông tin thì ít người học, nhưng mà doanh nghiệp họ lại cần. Người ta cần bạn đảm bảo an toàn hệ thống thông tin của họ trước các cái nguy cơ tấn công mạng. Và còn rất là nhiều câu trả lời. Nhưng mà mình nghĩ tới đây thôi. Thì đối với cái câu hỏi là học an toàn thông tin hay kỹ thuật phần mềm thì ít nhiều các bạn đã hình dung ra được. Và đâu đó nếu như các bạn đam mê, các bạn cũng đã có được cái quyết định của mình và xem thử cái năng lực của mình nó có phù hợp hay không. Và một lần nữa, mình cũng nhắc nhở các bạn luôn, đối với những bạn học cái ngành này phải có mức học lực từ khá thật sự giỏi trở lên. Các bạn nên nhớ nha, cái mức các bạn là người phải hiểu cái bản thân của mình nhất. Chứ thật sự hiện tại cho tới thời điểm này mình đã học rồi các bạn, cho nên mình biết. Và trong cái xã hội, trong cái cách xét tuyển ở thời điểm hiện tại này, mình không tin chất lượng đào tạo ở trên trường. Bởi vì rõ ràng có rất nhiều tờ báo trong những năm trở lại đây, và chính những thầy cô thừa nhận họ đã cố gắng giúp đỡ các em có nhiều cơ hội đậu bằng cách đó là làm đẹp cái điểm ở trong học bạ. Và các bạn biết là trong 2 năm trở lại đây, rất nhiều chuyên gia và những người có kiến thức làm trong ngành giáo dục, và chính những thầy cô họ đều nói đó là họ không đồng lòng cái cách xét tuyển bằng học bạ, bởi vì nó không không chuẩn xác. Chính vì vậy cho nên là các bạn biết có những trường họ dùng cái phương thức xét tuyển học bạ, nhưng họ có một cái phần thi riêng của họ nữa để chi họ sàng lọc đó các bạn. Họ không tin tại sao đã xét tuyển bằng học bạ rồi mà lại có thi tuyển sàng lọc của từng trường. Tại sao là như vậy? Đặc biệt là những trường điểm. Bởi vì họ không tin các bạn. Họ không tin các bạn, họ không tin cái số điểm học bạ. Cho nên các bạn lưu ý vấn đề đó. Chính bạn, các bạn sẽ biết năng lực các bạn. Cho nên là đừng có ảo tưởng mà đi theo rồi vỡ nha. Những ngành này, nói thật với các bạn là nó đòi hỏi cái kỹ năng, cái trí thức của các bạn tự học rất là nhiều. Còn cái việc các bạn học trường nào cũng không quan trọng nha các bạn. Thật sự là như vậy. Đối với những ngành này á, hầu như chúng ta sẽ có những cái kỹ năng, chúng ta được sự hướng dẫn của các thầy cô, có kiến thức căn bản về nền tảng lý thuyết trên lớp, và chúng ta phải tự tìm hiểu rất là nhiều. Bởi vì những cái ngành nghề này nó cần đòi hỏi các bạn tư duy rất là lớn. Đó. Ok, để đây hàng chào các bạn, kết thúc video tại đây. Nếu các bạn có thời gian rảnh hãy nhấn vào đường link và cho mình xin một đánh giá 5 sao. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Chào các bạn.